Thưa quý vị, cơn bão số 9 có tên quốc tế là Molap đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển gây mưa lớn, gió mạnh và quật đổ nhiều cây cũng như là bảng quảng cáo. Trước đó thì khoảng 500.000 người dân của các tỉnh miền Trung đã được đi sơ tán. Học sinh tại 6 tỉnh thành được dự báo chịu ảnh hưởng của bão số 9 cũng đều đã được nghỉ học. Tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai đã di dời người dân với việc sơ tán được 256 hộ dân với 873 nhân khẩu và đưa người dân đến tránh trú bão an toàn tại các trụ sở như là đồn biên phòng Lý Sơn, các cơ quan hành chính, quân đội và công an trên địa bàn huyện đảo. Đây là những nơi kiên cố nên đảm bảo an toàn cho người dân. Vâng, và với cái kinh nghiệm là ứng phó với bão lũ thì người dân của Quảng Ngãi cũng đã thực hiện là đào hầm trú bão. Mỗi một căn hầm thì có thể chứa tới 10 người và bên trong hầm thì đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cũng như là thức ăn và nước uống. Đây là căn hầm trú bão với chiều rộng 3m, sâu 1,6m, đủ để cho gần 10 người trong gia đình tránh bão số 9 tạm thời. Sau khi đào hầm, người dân dùng các bao xi măng chứa đất cát chất quanh miệng hầm, gác cây gỗ hoặc thanh sắt. Phía trên đặt bạt ni lông, mái tôn, sau đó chèn cột bằng dây thừng. Đây không phải lần đầu tiên dân ven biển tỉnh Quảng Nam đào hầm tránh bão lớn. Vào tháng 11 năm 2013, người dân ven biển các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình đã từng đào hàng chục căn hầm để tránh trú bão số 14, còn có tên siêu bão Hải Yến. Phân tích các cái dữ liệu thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là cơn bão số 9 thì không có các yếu tố để suy yếu nhanh như là cơn bão số 8. Và cơn bão số 8 thì suy yếu nhanh là vì tác động của không khí lạnh rất là mạnh. Còn đối với cơn bão số 9 thì không khí lạnh xuống rất là chậm và rất mỏng, không đủ tác động để có thể làm cho bão suy yếu. Nhiệt độ mặt nước biển quanh đường đi của cơn bão số 9 thì cũng cao hơn so với cơn bão số 8. Và trên thực tế, khi mà bão vào đất liền thì sức gió vẫn còn rất mạnh và gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Bão số 9 được đánh giá có thể là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây và được so sánh tương đương với một số cơn bão kinh hoàng trong lịch sử như là bão Sang San năm 2006, bão Lekima năm 2007, bão Sơn Tinh năm 2012 hay là bão Damrey vào năm 2017 vừa qua. Vâng, những cái cơn bão mà Ngọc Trâm vừa nhắc tới thì nó là những cái cơn bão vô cùng là khủng khiếp với cái sức tàn phá rất là ghê gớm đúng không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh của cơn bão này. Bão San Sen là cơn bão số 6 của năm 2006, đổ bộ vào bờ biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi vào ngày 1 tháng 10 năm 2006. Tính đến năm 2016, bão San Sen được coi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Việt Nam. Bão làm 68 người chết và mất tích, gần 270.000 ngôi nhà bị hỏng nặng, 1.287 hecta đất nông nghiệp hư hại, 65.000 gia cầm bị chết và hơn 700 thuyền đánh cá bị chìm. Bão Lekima năm 2007. Bão Lekima là cơn bão số 5 của năm 2007, đổ bộ vào địa phận giáp danh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 10 năm 2007. Bão Lekima gây ra trận lũ quét kinh hoàng tại miền Trung, làm ít nhất 37 người thiệt mạng, cùng 24 người mất tích. Trận lũ lịch sử lớn này cũng đã làm 6.000 ngôi nhà bị đổ, sập, gần 50.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, hơn 200 trụ sở công trình công cộng bị hư hại, gần 25.000 hecta lúa và khoảng 100.000 hecta hoa màu bị hư hại, gần 600.000 mét khối đất bị sạt lở. Bão Sơn Tinh năm 2012. Bão Sơn Tinh là cơn bão số 8 của năm 2012. Bão Sơn Tinh có đường đi lát léo, được đánh giá là cơn bão có tốc độ nhanh nhất trong vòng 10 năm, tính đến năm 2012. Ngày 26 tháng 10 năm 2012, cơ quan khí tượng cảnh báo bão Sơn Tinh sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung, từ Quảng Bình tới Quảng Trị. Tuy nhiên, đến ngày 27 tháng 10 năm 2012, khu vực đổ bộ của bão vẫn chưa thể xác định, đường đi thay đổi, cường độ bão tăng, có lúc đạt cấp 14, cấp siêu bão. Ngày 28 tháng 10 năm 2012, bão quần thảo trên khu vực cách ven biển các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình dưới 100 km. Bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, hoành hành suốt nhiều giờ, mưa lớn suốt đêm. Đến ngày 29 tháng 10 năm 2012, bão di chuyển vòng lên phía Bắc, tan ở ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh. Về thiệt hại, bão Sơn Tinh đã làm 8 người chết, 3 người mất tích và gần 100 người bị thương. Thống kê thiệt hại do bão hơn 7.500 tỷ đồng. Các tỉnh thiệt hại nặng nề chủ yếu là Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng.
siêu bão Hải Yến năm 2013. Siêu bão Hải Yến cũng đồng thời là xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ lên đất liền từng được ghi nhận. Đây được mệnh danh là cơn bão chết chóc, đã tàn phá một phần của Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines. Ngày 8 tháng 11 năm 2013, sau 4 ngày cơn bão đi qua, chính phủ Philippines xác nhận có tổng cộng 1.774 người chết, hơn 660.000 người bị mất nhà cửa. Ngày 11 tháng 11, khi tới Việt Nam, siêu bão Hải Yến hay còn gọi là bão số 14 đã suy yếu và đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo thống kê, có 9 người thiệt mạng do các nguyên nhân có liên quan tới cơn bão. Bão Marinier năm 2016. Bão Marinier là cơn bão số 1 của năm 2016. Đêm 27 tháng 7 năm 2016, bão Marinier đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Ninh Bình, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Về thiệt hại, bão Marinier đã làm thiệt mạng 1 người, mất tích 1 người và 8 người bị thương. Bão cũng làm 12 tàu bị chìm, 1.426 nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng. Sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng với 196.200 ha diện tích lúa bị ngập úng, 20.794 ha diện tích hoa màu. Bão Damrey năm 2017. Bão Damrey là cơn bão số 12 của năm 2017, đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, quét qua một phần các tỉnh Tây Nguyên vào ngày 4 tháng 11 năm 2017. Từ lúc 2 giờ sáng ngày 4 tháng 11 năm 2017, bão Damrey mạnh cấp 8, 9 đổ bộ vào các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Sức gió mạnh nhất của cơn bão trên đất liền đạt cấp 13, là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm, tính đến năm 2017 tại tỉnh Khánh Hòa. Bão Damrey đã khiến 44 người chết, 229 người bị thương. Về vật chất, hơn 2.000 căn nhà bị phá hủy, hơn 70.000 lồng bè bị mất trắng, 300 trường học bị sụp đổ, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính là hơn 22.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, hàng năm, những trận bão biển và gió mùa Đông Bắc thường gây nên những trận mưa lớn ở miền Trung. Hơn thế nữa, những biến đổi thời tiết trên toàn thế giới như là dòng nước El Nino và La Nina cũng đã khiến cho những trận bão biển, mưa lớn đã xảy ra khốc liệt hơn. Trong những năm mà từ năm 2006 cho đến nay thì khu vực miền Trung của chúng ta đã chịu ảnh hưởng của gần chục cơn bão lớn mỗi năm và nhiều cơn áp thấp nhiệt đới cũng như là hàng chục đợt gió mùa Đông Bắc. Những cơn bão biển và áp thấp nhiệt đới này thì thường là xuất phát từ các nước ở trong khu vực như là Philippines hay Trung Quốc. Sau từ 3 cho đến 4 ngày di chuyển thì nó sẽ đến bờ biển của nước ta mà chủ yếu là khu vực miền Trung. Vâng, và mưa bão thì thường là sẽ đi kèm với những trận lụt rất là khủng khiếp và gây ra những thiệt hại to lớn về nhà cửa này, rồi là mùa màng, đường xá cầu cống của bà con nông dân và gây ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của bà con, khiến cho khúc ruột miền Trung của chúng ta đã khó khăn rồi thì lại càng trở nên chật vật hơn. Vâng, và quay trở lại với cơn bão số 9 vừa qua thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tích cực thực hiện các công tác di rời dân ở các cái khu vực nguy hiểm. Chính quyền địa phương thì cũng đã nỗ lực hỗ trợ các nhu cầu cần thiết trong suốt quá trình ở tạm để có thể tránh trú bão, do đó mà có thể giảm thiểu được các thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong những cơn thiên tai thì miền Trung có lẽ là mảnh đất mà chịu nhiều nhất những thiệt hại. Với cơn bão số 9 lần này thì những biện pháp đối phó cũng đã được đề ra từ sớm. Hiện tại khi mà bão đổ bộ vào đất liền thì phần lớn là người dân đã được sơ tán kịp thời. Nhiều các ký túc xá, các căn nhà tập thể của các công ty lớn hay là các trường học đều đã được trưng dụng để trở thành nơi trú ẩn cho người dân. Cùng với đó thì tạm thời 6 sân bay tại Tuy Hòa, Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Phú Bài và Pleiku cũng đã buộc phải đóng cửa. Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã cho dừng chạy 7 đoàn tàu. Những ngày này sẽ là những ngày căng mình chống bão của miền Trung, cùng với sự cầu chúc, chi viện của đồng bào cả nước, sát cánh cùng miền Trung vượt qua cơn bão lịch sử này.